Sáng ngày 14 tháng 11 nhằm ngày 10 tháng 10 năm Tân Sửu, tại chùa Đạo Nguyên đã trang nghiêm diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Tam Kỳ lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Quang lâm chứng minh đại hội có Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội cấp huyện, Đại đức Thích Viên Trần, Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Phước Cảnh, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thành phố Tam Kỳ, Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện lân cận cùng chư tăng ni, Phật tử, Phật giáo thành phố Tam Kỳ đồng tham dự. Về phía chính quyền có ông Mai Quang Vĩnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Duy Ân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ và phường Tân Thành đã đến dự và tặng hoa chúc mừng. Khai mạc đại hội, Đại đức Thích Viên Tánh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố Tam Kỳ, Trưởng ban tổ chức đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua luôn cố gắng trau dồi và phát triển các hoạt động Phật sự theo đúng tinh thần của giáo hội và chủ trương của Đảng và nhà nước. Đại đức còn nêu ra những Phật sự tồn động, nhất là việc đăng ký cơ sở trực thuộc của chùa Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, tỉnh thất Ngọc Thủy, phường Phước Hòa và điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại xã Tam Thăng chưa được sự đồng thuận của các cấp chính quyền địa phương. Tình hình sinh hoạt nội bộ của Ban Trị sự vẫn còn nhiều bất cập. Những tồn động ấy kỳ vọng nhiệm kỳ kế tiếp, nhiệm kỳ mới với thời cơ thế hệ, hiệu quả công việc đã được nâng cao và thực thi ổn định trong thời gian gần nhất, hầu mong Phật giáo thành phố phát triển mạnh hơn nữa, đáp ứng được niềm tin và lòng mong mỏi của tăng ni, tín đồ Phật tử thành phố, góp phần cùng xã hội phát triển ổn định, thành phố Tam Kỳ phát triển xanh sạch và giàu đẹp. Theo báo cáo, toàn thành phố hiện có 24 cơ sở tự viện, trong đó có 19 cơ sở thuộc hệ phái Bắc Tông, 2 cơ sở thuộc hệ phái Khất Sĩ, còn 3 cơ sở đang trong quá trình xin công nhận cơ sở tôn giáo trực thuộc, với 67 tăng ni đang sinh hoạt tại các tự viện. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã đề nghị xin bổ nhiệm trụ trì các cơ sở, thành lập cơ sở trực thuộc chùa Thái Bình, xã Tam Thăng, tỉnh xá Ngọc Phú, xã Tam Phú, tổ chức khóa tu dành cho cư sĩ Phật tử và thanh thiếu niên Phật tử. Đối với gia đình Phật tử thành phố có 58 huynh trưởng, trong đó 5 huynh trưởng cấp tấn, 20 huynh trưởng cấp tiến, 13 huynh trưởng cấp tập, 20 huynh trưởng tập sự, 238 đoàn sinh, trong đó 68 đoàn sinh ngành thanh, 70 đoàn sinh ngành thiếu, 100 đoàn sinh ngành đồng và đoàn nam Phật tử Quảng Đức, nữ Phật tử Yến Phi. Điểm mạnh của Phật giáo thành phố Tam Kỳ trong nhiệm kỳ vừa qua là hoạt động từ thiện xã hội. Theo đó, tăng ni Phật tử thành phố Tam Kỳ đã thực hiện hoạt động từ thiện nhân đạo với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng, công tác trùng tu xây dựng cơ sở 12 tỷ đồng. Trong phương hướng của nhiệm kỳ tới, Ban Trị sự tiếp tục hướng dẫn tăng ni các tự viện thực hiện đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho một tập thể và 9 cá nhân. Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ tặng bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân. Ban Trị sự Phật giáo thành phố Tam Kỳ cũng đã tặng bằng công đức đến các cá nhân và tự viện. Sau khi Đại đức Thích Viên Tánh tuyên bố mãn nhiệm, đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 thành viên, do Đại đức Thích Viên Tánh tiếp tục đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự, tân ban Trị sự đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ. Đại hội cung thỉnh Hòa thượng Thích Phước Minh, Hòa thượng Thích Thiện Phương, Hòa thượng Thích Phước Chấn và Thượng tọa Thích Phước Cảnh vào ngôi vị chứng minh ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Kỳ. Tại đại hội, ông Dương Văn Chí, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ghi nhận những thành tựu của Ban Trị sự Phật giáo thành phố trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng tân ban Trị sự sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, hướng dẫn tăng ni Phật tử tu tập sinh hoạt ổn định. Ban đạo từ Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội cấp huyện tán thán những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Kỳ. Qua đó, Hòa thượng kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới,
Tân ban trị sự cần đoàn kết, hòa hợp hơn nữa, lấy năng lượng tu tập làm nền tảng, lấy trí tuệ định hướng những hoạt động Phật sự, đi đúng đường lối, đưa Phật giáo thành phố ngày càng phát triển. Ban trị sự tỉnh mong rằng trong nhiệm kỳ 8 này, ban trị sự thành phố Tam Kỳ cố gắng xây dựng một cái trụ sở giáo hội, đóng góp tiền, liên hệ chính quyền, xin phép có một cái cơ sở để làm việc ổn định, và cũng là cái thương hiệu của ban trị sự Phật giáo Tam Kỳ. Thứ hai, ban trị sự cố gắng tạo mãi một cái khu vực để làm cái nghĩa trang cho tăng ni của thành phố Tam Kỳ. Tôi mong mỏi rằng quý cấp chính quyền thành phố tạo điều kiện cho giáo hội, giúp đỡ giáo hội về mặt pháp lý để xây dựng hoàn thành một số cơ sở mà giáo hội Tam Kỳ ước nguyện, như là tam thanh và các cơ sở đã có rồi nhưng mà chưa bổ nhiệm được, chưa xây dựng được, đất đai chưa ổn định. Đại hội kết thúc sau khi thông qua nghị quyết đại hội và cử đoàn đại biểu tham dự đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.